Một con nhện khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trên đường phố, nó tiến tới định bắt lấy người đàn ông thì bị bay lên trời rồi biến mất. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Mọi người cùng mình vào câu chuyện nhé. Tại thị trấn Little, tin tức đang đưa tin về cái chết của thị trưởng Grant do một vụ tai nạn xe hơi. Những đóng góp của cô mang lại giá trị rất lớn cho thị trấn. Grant đã tích cực phản đối tiểu bang xây dựng một đường cao tốc đi qua đây, điều này sẽ cắt đứt thị trấn Little khỏi hệ thống giao thông. Tuy nhiên với cái chết của cô thì người mới lên thay chức vụ thị trưởng là John lại có lập trường ủng hộ tiểu bang và mọi thứ đã được thông qua. Một năm sau, tình trạng của thị trấn Little đã trở nên sa sút do rác thải đầy trên đường phố, nhà cửa thì bị thu hồi để xây đường, nhiều người dân đã phải chuyển đi, lúc này trên gác mái của nhà thờ. Chồng của Grant tên Jason vẫn chưa thể phục hồi được sau cái chết của cô ấy, anh được mục sư của thị trấn tên Nicky cho phép sống ở trên này bởi Jason không muốn về nhà anh. Cũng không chỉ ở không, Jason bắt đầu dọn dẹp căn gác, rồi anh vô tình thấy một cái bàn mô hình ở dưới đống đồ, đặc biệt thay là cấu tạo của nó giống hệt thị trấn Little. Sau đó Jason bắt đầu bật hệ thống của mô hình lên, bỗng Jason để ý đến nhà thờ và thấy một bức tượng nhỏ giống anh đang ở trong. Jason đã bắt đầu nghi ngờ và thử lấy bình phun nước phụt nhẹ lên cửa sổ, y như rằng có nước xuất hiện, Jason phụt nhiều hơn và như một phép màu thì ngoài trời cũng bắt đầu mưa xối xả. Một lúc sau Jason ghé qua quán ăn của hai mẹ con Anna và Emilio, ở đây anh nghe được người dân đang bàn luận về cơn mưa vừa rồi. Anna và Emilio còn định mai sơn cửa hàng để thu hút khách do thị trấn ngày càng ế ẩm, Jason liền trở về nhà lấy lọ sơn móng tay của Nicky. Ngày hôm sau, Emilio và Anna rất bất ngờ khi cửa hàng đã được sơn, Jason cũng đi tới và khen về cửa hàng như kiểu tự khen chính bản thân anh. Tuy nhiên có điều làm Anna lo lắng, bởi thực chất cửa hàng này là của thị trưởng John và ông ta không hề thích màu này. Sau đó trở về nhà và Jason nhìn thấy một bà lão bị vấp ngã do một cái hố trên đường, họ đã nhiều lần viết thư kiến nghị nhưng không ai quan tâm. Đêm đó Jason lấy toàn bộ hộp thư góp ý của thị trấn và anh bắt đầu sửa từng thứ một, đầu tiên là lấp cái hố trên đường, sau đó tiến hành dọn rác trong toàn bộ thị trấn. Và loại bỏ một cái cây khiến người dân phiền lòng, cứ thế mọi vấn đề được giải quyết, kể cả việc chó sủa, anh cũng đặt một miếng xương cho nó, nhưng lúc này miếng xương lại có kích cỡ khổng lồ. Đi dạo quanh vào ngày hôm sau, Jason thấy một người dân định rời đi nhưng đã thay đổi ý định, anh rất vui vẻ với thành quả của mình. Sau đó tại quán ăn, Jason thấy John đang chất vấn Emilio và Anna về màu sơn của quán. John rất tức giận và nghĩ Emilio đã làm trái lệnh của ông, bỗng John phát hiện ra Jason và ông ta liền đổi giọng giả nai thân thiện. Sau đó Jason vẫn đi xung quanh để nghe người dân thị trấn bàn về hành động của anh, bất ngờ lúc này một người đàn ông lại cho rằng tất cả những thứ thay đổi đều là do thị trưởng John làm. Mọi người nên bầu cử cho John vào đợt sắp tới, điều này đã làm Jason cảm thấy không vui nữa. Trở về gác mái, Jason bắt đầu nghĩ cách để người dân cho rằng hành động đẹp mà anh đang làm không phải do thị trưởng. Rồi anh quyết định làm một biển báo lớn và đèn để thu hút sự chú ý của mọi người. Cái này không phải lập trường của thị trưởng, bởi ông đang ủng hộ xây đường cao tốc. Ngày hôm sau mọi người nhìn thấy biển báo và rất nhiều du khách đã ghé qua thị trấn tham quan. Sau đó sang ngày tiếp theo người dân thị trấn tập trung ở nhà thờ để thể hiện sự biết ơn với những điều kỳ diệu xảy ra trong những ngày vừa qua. Rồi một lần nữa khi nhắc tới người bí ẩn giúp đỡ họ, thì trừ Jason và Emilio thì ai cũng nghĩ là thị trưởng John làm việc đó. John cũng mặt dày liền thuận theo ý mọi người và nhận hết công lao. Rất bực với chuyện này thì trên đường về Jason đã cầm viên đá nhỏ và thả nó xuống mô hình. Sáng hôm sau John đang bực tức khi xe của ông ta bị một viên đá khổng lồ đè lên, Emilio còn vẽ một bức hình khiến John rất tức giận và đổ hết tội cho cậu. Nhận ra phản ứng của người dân đang không tốt, ngay lập tức John lật mặt bánh tráng, dùng chiếc xe của ông ta như đã hy sinh vì thị trấn đỡ lấy viên đá và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Đến đêm Jason đã quan sát John, đợi ông ta đi một mình, Jason đã thả một con nhện xuống mô hình. Cùng lúc đó Emilio cũng nghe thấy tiếng động và nhìn thấy con nhện khổng lồ đi tới trước John làm ông ta sợ hãi trước khi nó được kéo lên trên trời. Sáng hôm sau John kể chuyện cho mục sư Nicky, ông khẳng định mình không hoang tưởng và con nhện đó có thật. Lúc này John thấy Emilio đang vẽ hình con nhện khổng lồ trên tường, ông muốn Emilio xác nhận nhưng cậu ta mặc kệ John. Đến tối Nicky tới khuyên Jason phải sống tiếp, thị trấn của họ đang tốt dần lên, giống như ước mơ của Grant. Cho dù là ai làm những điều kỳ diệu này thì miễn sao thị trấn của họ phát triển, điều này đã làm Jason quyết tâm cải thiện thị trấn hơn nữa. Sau đó Jason đã xây một tấm biển lớn hơn và đẹp hơn, tuy nhiên không may là hệ thống điện của thị trấn không đủ cho nó và bị quá tải, rồi làm toàn bộ thị trấn mất điện. Mọi người sau đó đã họp khẩn cấp, người dân bắt đầu phàn nàn bởi việc không có điện. Khi John thông báo việc này sẽ mất cả tuần thì mọi người đã bực tức bắt John khắc phục và tạo ra phép màu mà ông từng làm đi, John lúc này mới ngớ người không biết nói thế nào. Còn người dân cảm thấy bị phản bội và nghĩ John đang muốn phá hủy thị trấn để bắt họ rời khỏi đây. Khi John bỏ đi mọi người bắt đầu đuổi theo ông, nhìn thấy Emilio đang vẽ ở bên ngoài về tình trạng mất điện.
John liền đổ lỗi và nói rằng bất cứ điều gì cậu vẽ đều thành hiện thực, tất cả đều do lỗi của Emilio. Điều này càng làm mọi người tức giận hơn khi John đang cố đổ tội, thấy mọi thứ đã đi quá xa, Jason đã đứng ra thú nhận tất cả đều do anh làm. Jason còn chứng minh bằng việc tạo ra một đống lửa lớn cho mọi người sưởi. Lúc này anh cũng chán nản vì chính anh lại phá hủy thị trấn. Jason đã tháo chiếc nhẫn cưới của anh để lên bàn và xin lỗi Grant. Bất ngờ John cùng người của ông ta đã xông vào đây. John muốn lấy đi mô hình. Với thứ này thì John có thể biến thị trấn thành Las Vegas mới. Nhưng Jason tất nhiên không để ông ta làm vậy. Lúc bọn họ giằng co thì đã va vào bàn và làm nó đổ xuống. Rồi thị trấn đã gặp phải một trận động đất. Sáng hôm sau thị trấn đã trở nên hoang tàn. Mặc dù không có ai bị thương nhưng thiệt hại về tài sản là rất lớn. Giờ mô hình đã bị hỏng và không còn phép màu nào nữa. Tuy vậy trong cái rủi có cái may, trong lúc bàn đổ thì cái nhẫn đã rơi vào thị trấn. Nó đã trở thành một tác phẩm được đúc bằng vàng nguyên chất lớn nhất thế giới. Và phim đến đây cũng kết thúc. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại.